Ở đây là đường trường học Mỹ Yên nha, đường trường học Mỹ Yên. Nó nối trường học Mỹ Yên đi ra thẳng tới đường ấp 2 luôn. Con Thanh chạy vô trong đây nè, vô đây nè, quay cho bà con mình cái nền có 9,5 thôi, 5 × 20, hướng đông. Đây nè nha, tới cái nhà lá này nè, quẹo vô, quẹo phải vô. Đi vô nhà trọ cô nương nha, nhà trọ cô nương. Đường mình, đường hẻm này cũng phải 3 mét á. Đường hẻm 3 mét rồi, xe tải 1 tấn là vô thoải mái luôn. Từ đường nhựa vô đây khoảng 300 mét tới rồi. Nhà ở đây mọc lên muốn đầy luôn rồi đó. Đất trống hai bên là sắp hết rồi. Đây còn được vài lô nè. Nền mình là hướng đông nha, 5:20 hướng đông, hướng nắng sáng. Giá chủ đang gửi là 9,5 thương lượng. Nền này nè, nền ngay cái tâm này luôn nha. Đây, ngay cái tâm này, nền cao ráo, đất thổ cư, sổ hồng riêng, công chứng liền nha. Ở đây là ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Rồi ai có nhu cầu alo cho Văn Thanh nha, số điện thoại là 078 666 8368.